Thưa quý vị và các bạn, trong phân khúc xe sedan hạng D, Toyota Camry là thương hiệu gần như đại diện cho cả phân khúc với doanh số luôn luôn vượt trội. Đây cũng là phân khúc mà Toyota vẫn còn lấn lướt các đối thủ như Honda Accord hay Mazda 6. Camry 2.5Q là phiên bản cao cấp của Camry 2020 tại Việt Nam. Ngay sau khi ra mắt, mẫu xe này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. So với thế hệ trước đó, Camry Q 2020 được xem là có nhiều thay đổi, nâng cấp mang tính đột phá. Và chính khách hàng cũng dễ dàng nhận ra điều này. Những nâng cấp của Camry Q 2020 trải đều ở phần ngoại thất lẫn nội thất, tính năng tiện nghi. Cùng với đó, xuất xứ của xe cũng được điều chỉnh. Cụ thể, Camry 2.5Q 2020 được nhập khẩu từ Thái Lan thay vì lắp ráp trong nước như trước đây. Chỉ cần nhìn thoáng qua thì người xem có thể thấy được Camry Q thay đổi rõ nét về phần ngoại thất. Tuy nhiên, phiên bản này vẫn giữ lại một số thông số của thế hệ cũ, trong đó có kích thước khung gầm xe. Cụ thể, Camry 2.5Q có chiều dài cơ sở 2.825mm, các chiều dài, rộng, cao 488-5X-1840X-1445mm. Kích thước này giúp Camry đảm bảo được độ dài, sang trọng đúng chất xe sedan D. Ngoài thông số kích thước, Camry 2.5Q đã lột xác hoàn toàn về thiết kế ngoại thất. Theo đó, dòng xe này đã sử dụng lưới tản nhiệt mới. Lưới tản nhiệt này được thiết kế mềm mại hơn nhưng cuốn hút hơn. Cùng với đó, mặt ca lăng xe cũng tỏ ra phong cách cá tính hơn với chi tiết chữ V nâng lấy logo Toyota. Giặt sang hai bên là cụm đèn trước kiểu LED cực kỳ tinh xảo, bắt mắt với rất nhiều tính năng hiện đại. Đây được xem là chi tiết có thể mê hoặc bất cứ ánh nhìn nào. Ngoài ra, đầu xe Camry còn có thêm giải LED chạy ban ngày và hai đèn sương mù. Xe Camry Q nhập khẩu sử dụng bộ mâm đúc 18 inch với thiết kế đa chấu, đậm chất thể thao, cuốn hút. Đây cũng là chi tiết tạo nên sự mới mẻ cho Camry 2020. Bên cạnh đó, gương chiếu hậu của xe cũng rất đáng chú ý, bởi vị trí đặt gương của Camry Q là hoàn toàn mới, nó giúp cho người lái có góc quan sát tốt hơn, giảm thiểu tối đa điểm mù của xe. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang xem là chiếc Toyota Camry 2.5Q màu đen nội thất màu kem, sản xuất năm 2020, đăng ký năm 2020, siêu lướt mới đi được 8.000 km, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ mới, sơn zin còn tới 95%, bảo hiểm thân vỏ đến tháng 3 năm 2022. Bảo hành chính hãng còn rất dài. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm, lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn. Thank you.